Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì rất là vui lại được trở lại với các bạn trong buổi livestream của ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ lại cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng đi xem khoan xe bên mình nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt tại địa chỉ 52 Chùa Hà, Cầu Giấy. Đấy, thì bên này mình đang để rất nhiều các dòng xe Liberty này, LX này, SH này. Thì bạn nào đang còn nhớ đến mình thì chúng mình đến đây chào nhau một tiếng nhá. Mình xin tự giới thiệu lại, mình tên là Huy nhá. Hiện tại mình đang làm việc tại doanh nghiệp xe máy Hoàng Kiên. Đấy, thì các bạn nào đã từng mua xe bên mình rồi đã còn nhớ đến mình thì chúng mình lên chào nhau một tiếng nha. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn, mình sẽ cho các bạn đi tham quan xe bên mình nhá. Các bạn nào có câu hỏi thắc mắc nào thì các bạn cứ comment bên dưới nhá. Hôm nay thì mình sẽ đi cho các bạn xem xe và cùng giải đáp với các bạn những câu hỏi nào các bạn đang còn quan tâm. Đấy, bạn nào đang muốn mua những cái dòng xe nào mà đang còn lan tan, đang còn cần mình bên mình tư vấn đấy, thì các bạn cứ comment nhá. Thì bây giờ xin chào bốn bạn đang xem nhá. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi xem xe bên mình nhá. Đây, mình sẽ quay lại camera để cho các bạn xem. Đây, hiện tại thì mình đang có mặt tại địa chỉ là 52 Chùa Hà, Cầu Giấy các bạn ạ. Đấy là cơ sở chính bên mình. Xin chào Lặng Nhìn Cuộc Sống nhá. Đấy, hiện tại thì mình đang quay các bạn xem các dòng xe Liberty này, đời IE 3V, đấy từ đời 2011 đến 2013 các bạn nhá, 2014. Đấy 2015 đây là các dòng xe Spin này, Vectra này. Xin chào Tuấn Lê nhá, xin chào bạn anh Bon, xin chào Văn Thanh. Bạn Tuấn Lê muốn hỏi là có AB đời 2010 không bạn? Tuấn Lê ơi, mình bên mình có nhá, thì tí mình sẽ sang nhà 62 mình quay cho bạn Tuấn Lê xem nhá. Xin chào anh Bon nhá, xin chào bạn Phan Thắng. Xin chào Lân Vũ nhá. Các bạn nào có hỏi thắc mắc nào thì các bạn cứ comment bên dưới nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi quay tổng thể nhà xe các bạn xem này. Đây là để bên này mình để các dòng xe SH các bạn này. Đấy, các dòng SH nhập, các dòng xe SH Việt rất là nhiều. SH 2020 này mình cũng có rất là nhiều nhá. Các dòng xe Liberty ABS này, S21 này. Xin chào Lặng Nhìn Cuộc Sợ, anh Lặng Nhìn Cuộc Sống nhá. Xin chào Thái Sơn, xin chào Lê Sáng. Đây, mình sẽ quay một xin chào Đặng Quốc Dũng nhá, xin chào Thương Vẹt nhá. Xin chào NT Phương. Xin chào chị Lê Sáng nhá. Chị Lê Sáng muốn hỏi là em muốn xem S1. Vâng, đây mình sẽ quay cho Lê Sáng xem nhá. Xin chào Huy Hoàng Nguyệt nhá. Đây là các dòng xe S1 bên mình các bạn này. Thì hiện tại mình đang có rất nhiều các dòng xe S1 mới về nhá. Đây là mình có đủ màu này, màu trắng này, màu đỏ, màu xanh và màu tím than này. Đây, mình sẽ giới thiệu qua một vài chiếc xe S1 bên mình cho các bạn xem nhá. Đây, mình sẽ đầu tiên mình sẽ quay các bạn xem chiếc xe tiêu biểu là mình mới mua này. Hiện tại thì mình đang về một chiếc xe SH đời 2019 màu trắng, phanh ABS nhá. Chiếc xe này đặc biệt cái là xe có trang bị phanh ABS, biển số tỉnh, biển số 19 các bạn ạ, biển Phú Thọ. Đây các bạn này, mình quay các bạn xem nhá. Đây là các dòng xe Liberty SH1 bản ABS các bạn này. Đây ABS đây. Đấy, chiếc xe này mới lăn bánh khoảng tầm 8.000 km thôi, đời 2019. Và giá rất là hợp lý nhá. Chiếc xe này nếu bởi trong bởi livestream của ngày hôm nay, bạn nào ưng ý thì mình sẽ để cho bạn là giá 5x thôi. Đấy là để cho bạn 53.800.000 nhá, giá tốt nhất nhá. Đây, mình quay bạn xem cái điểm khác biệt giữa đời 2019 với đời còn lại này. Đời 2019 mà các bạn nhìn này, mặt đồng hồ nó màu xanh rất là đẹp này. Đấy, biển số 19 này mình sẽ quay biển số các bạn xem nhá. Xin chào làm lại từ đầu nhá. Xin chào Tuấn em. Xin chào Trần Xuân nhá, xin chào chị Nguyễn. Đây là biển số của bên mình các bạn này, 19C1 này. G1 các bạn ạ. 36449. Xin chào Tuấn em nhá. Xin chào Micre. Xin chào Hải Đăng Nguyễn. Đấy, các bạn nào có hỏi thắc mắc nào các bạn cứ comment bên dưới nhá. Đây, mình sẽ đi quay tổng thể cho các bạn xem chiếc xe này đây. Xin chào NT Phương nhá. NT Phương muốn hỏi biển Hà Nội. Ok NT Phương nhá. Bên NT Phương đang muốn hỏi biển Hà Nội đời khoảng tầm bao nhiêu nhở. Đây, mình sẽ quay cho bạn Nguyễn Thị Phương xem này. Đây, chiếc xe S1 biển Hà Nội giá rất là yêu thương để cho các bạn là 38 triệu thôi. Đây, chiếc xe này là chiếc xe đời 2013 nhá, màu xanh nhá, xe rất còn đẹp, còn sơn zin nguyên bản 100% này các bạn này, máy móc nguyên bản cam kết luôn nhá. Đấy, biển số Hà Nội. Đây, mình sẽ vào mình quay cho bạn NT Phương xem. NT Phương đang muốn xem 2016 à? Ok NT Phương nhá. Đây, mình sẽ quay cho bạn NT Phương chiếc xe S1 màu đỏ đời 2016 bản Sport nhá. Đây là mình sẽ quay chiếc xe 2013 trước này. Biển số 29E1 này, 70950. NT Phương ơi, còn chiếc xe này là chiếc xe 2016 đây. Bản màu đỏ đen Sport, biển số 29P1 này, 53000 này. Đấy, chiếc xe này mình đang niêm yết là 50 triệu nhưng NT Phương ưng thì để cho NT Phương là 48.800 NT Phương nhá. Đấy, chiếc xe này chỉ có 48.800 thôi, 2016 bản Sport, còn nếu mà bản thường thì nó rẻ hơn khoảng tầm 2 đến 3 triệu, thì nó rơi vào khoảng tầm từ 44 đến 45 triệu thôi nhá. NT Phương nhá. Đấy, NT Phương muốn hỏi là Liberty à? Ok, Liberty đời 2016 nên mình sẽ quay cho bạn NT Phương xem một xe là còn chiếc xe nào. Hiện tại thì Hà Nội mình không còn rồi. Đấy, bạn mình còn biển tỉnh thôi. Ok, thế là Tây Phương chờ mình một chút nhá, để mình qua đây mình sẽ quay cho bạn ở Tây Phương xem Liberty luôn này.
Đời 2016 là sẽ có phanh ABS rồi N Thị Phương nhá. Đây. Đây. Liberty ABS nhá, chiếc xe này là biển số 36 biên tỉnh các bạn ạ, đời 2017. Đây bên mình em bán là trên 30 một chút đây. Đấy, xin chào Sang Nguyễn nhá. Đây Liberty đời 2016 của N Thị Phương đây, khoảng tầm trên dưới 30 triệu nhá N Thị Phương nhá. Màu xanh này. Biển Hà Nội nhá. Đấy, đối với đời 2016 thì nó tầm ở trên dưới 30 triệu tùy chất lượng xe bạn lấy phương nhá. Đây, bạn nào muốn tham khảo xe và giá cả bên mình trước thì có thể giúp mình vào website bên mình là xemayhoangkien.com nhá. Để trong đấy mình sẽ để đủ các dòng xe nhá. Ok, N Tây Phương nhá, N Tây Phương cho mình xin là số điện thoại thì tí mình sẽ mượn vào mình sẽ gửi một để cho N Tây Phương xem cho nó tí nữa mình sẽ xem có con nào thì mình sẽ quay nốt cho bạn N Tây Phương xem nhá. Trắng và màu đỏ, màu đỏ hiện tại chỉ có xe màu trắng là 19 nó không. Đây, 19 này thì nó rất là tầm 8.500 N Tây Phương nhá. Cái xe này là phiên bản S này, màu trắng như là bản S nhá, bản đặc biệt. Đấy, rất là đẹp, rất là mới đây. Mình sẽ quay cho bạn N Tây Phương xem chiếc xe này. Hiện tại là chiếc xe này là mới nhất nhà mình này, đời 2019 bản S nhá. Đây nó sẽ khác biệt được cái là vành nó màu đen các bạn ạ, vành màu đen này, bản đặc biệt này. Đây rất là mới nhá. Xin chào bạn Nguyễn Trọng Hùng nhá. Đây các bạn chờ mình một chút nha, mình sẽ tháo cái ốp này ra vì nó nóng máy. Đây các bạn chờ mình một chút thôi. Ok. Xin chào Trọng Nguyễn Hùng nhá. Ok rồi các bạn ạ. Để cái ốp nó hơi nóng máy nên máy nó bị đơ. Xin chào Đoàn Hứa nhá. Đây bây giờ mình sẽ ra bên này mình sẽ quay cho bạn xem các dòng xe LX nhá. Đây là các dòng LX bên mình bên này. Bên này mình sẽ có dòng xe LX IE, LX 3V và LX iGate nhá. Đấy, rất nhiều các dòng xe. Xin chào Tommy Trần nhá. Đây mình có một chiếc xe LX bản iGate rất là mới bạn này, màu đỏ, hai đời 2017 nhá. Đấy. Chờ giá bên mình bán tầm khoảng trên 40 triệu một chút. Xin chào bạn Thanh Tùng nhá, xin chào Thường Jun nhá, xin chào Sang Nguyễn nhá. Sang Nguyễn hỏi là SH218 tầm bao tiền anh ơi? Sang Nguyễn ơi, SH218 thì bên mình bán giá dao động khoảng tầm từ 73 triệu đến khoảng tầm 79 triệu tùy theo chất lượng xe đối với bản 125 CBS bạn Sang Nguyễn nhá. Xin chào Nguyễn Bảo. Đấy mình sẽ quay SH cho các bạn xem này, SH bên mình mới về rất là nhiều xe này. Đây là chiếc xe SH Denson đời 2019 nhá. Bản 150 phanh CBS này các bạn này, rất là mới. Đây xe mới lăn bánh 6.000 cây thôi nhá. Đây mình quay tổng thể cho các bạn xem, rất là mới nhá. Biển số 29X5 này, 64902. Đấy các bạn nào thì xem cứ ưng cái chiếc xe nào thì cứ comment bên dưới nhá. Xin chào Sợi Xí nhá, xin chào Nam Nguyễn. Xin chào Su Nguyễn Đình nhá, xin chào Hoàng Lê. Đây mình sẽ xem giá chiếc xe này cho các bạn nhá. Chị Hạn này. Xin chào Thanh Tùng nha, bên mình có AB150 nhá. Thì tí mình sẽ sang bên 62 mình quay cho bạn Thanh Tùng xem nhá. Thanh Tùng chờ mình một chút nhá. Xin chào bạn Mani Chanh nhá. Cả mạng vòng này. Cái xe này bên mình đang niêm yết là 104 triệu các bạn ạ. Cũng rất là mới nhá. Và hiện tại mình đang có một chiếc xe SH màu trắng nữa. Đây mình mới về mình quay các bạn xem này. Bán là 75.600.000 đời 2017 125 các bạn nhé. Đây biển số là 29X5 46682 này. Mới về cũng khá là mới bạn nhé, màu trắng. Đấy, hiện tại thì thị trường đang rất là hot cái dòng SH từ 2017 đến 2019 nhé. Ok Bảo nhá, lâu lắm rồi không gặp Bảo rồi. Xin chào Minh Ban. Đây mình sẽ quay bạn xem đây bên cạnh mình là một chiếc xe SH 20 này. Hai chiếc bạn nhé, một là 25 CBS là cái chiếc ở bên trong. Đây mình sẽ quay bạn xem chiếc biển số 29U1, hai chiếc xe này đều 29U1 hết này. Biển 417999 là chiếc xe 125 phanh CBS nhá. Còn chiếc xe này là 29U1 này, 42492 là chiếc xe 150 ABS bên mình đang bán là 104 triệu nhá. Cùng bằng giá chiếc xe 2019 bản C nhá. Xin chào Ken Ken nhá, xin chào Chuối Xanh nhá.
Chuối xanh hỏi là có con quay đỏ nào tầm 6 đến 7 triệu không? Ok chuối xanh nhá, thì mình bạn cứ comment cho mình xin lại số điện thoại nhá, thì tí mình bên mình sẽ có người check xem có chiếc xe nào phù hợp tầm tiền đấy, thì mình sẽ gửi ảnh cho bạn chuối xanh xem nhá. Xin chào Văn Quang Khánh nhá, xin chào Hoàng Kim Nhật, xin chào Định Vũ, xin chào Hồng Nguyễn nhá. Các bạn có hỏi thắc mắc nào các bạn cứ comment bên dưới nhá. Ok bạn Hoàng Kim Nhật ơi, bên mình đang có chiếc xe SH 2017 màu trắng đây. Chiếc xe này là đúng ý bạn luôn này, giá rất là hợp lý thôi. Biển cũng ok nhá, 46682 29X5 ở Hoài Đức các bạn này. Màu trắng rất là đẹp này. Đây mình sẽ quay cho bạn Hoàng Kim Nhật xem chi tiết chiếc xe này nhá. Xin chào Lý Teo, xin chào Lý Tranh nhá. Đây chiếc xe này mình quay cho bạn xem chi tiết này, và giá cả mình sẽ fix cho bạn giá yêu thứ nhất là 70 để cho bạn ngon là chiếc xe này là 74 triệu tròn đi nhá. Giá yêu thứ nhất có thể là 74 triệu tròn. Màu trắng rất là đẹp, đây mình sẽ quay tổng thể cho bạn xem nhá. Xin chào Lục Đình Phong, xin chào chị Nhân nhá, xin chào Vương Lượng. Đây mình quay các bạn xem chiếc xe này. SH đời 2017 này. Đấy. Xin chào Hùng Kim nhá. Đây mình sẽ quay tổng thể xe cho các bạn xem. Ok Hoàng Kim Nhật nhá, 125 CBS nhá. Chiếc xe này là 125 CBS Hoàng Kim Nhật ạ. Để cho Hoàng Kim Nhật là 74 triệu nhá. Đây CBS đây. Chuẩn chưa? Đấy. Và bên này thì mình đang có các dòng xe SH 125 đây, có chiếc xe này là đời thấp các bạn này. Xin chào bạn Phan Trọng Tuệ, chiếc xe này thì bên mình đang bán chỉ tầm trên dưới 20 triệu một chút thôi. Chiếc xe SH nhập đời 2003 đến 2005 nhá. Đây các dòng xe bên mình rất là nhiều đây. Mình sẽ quay tổng thể nhà xe 52 cho các bạn xem nhá. Các bạn nào có hỏi thắc mắc nào thì các bạn cứ comment bên dưới nhá. Đây mình sẽ đi mình quay cho bạn xem tổng thể. Đây các dòng xe spin này. Đây mình sẽ giới thiệu qua một vài chiếc xe spin cho các bạn xem nhá. Một vài chiếc xe spin thì bên mình đang mới về hai chiếc xe rất là đẹp. Đây nó rất là mới nhá. Đây các bạn thấy không? Đây là chiếc xe spin màu vàng này, màu đỏ này. Đấy rất là mới đây. Bên này mình đang bán là chiếc xe này niêm yết trên mạng là 58.300.000 nhá, nhưng mà bạn nào ưng thì mình sẽ giá tốt nhất cho các bạn là 56.500.000 nhá. Đây đời 2018 phanh ABS các bạn nhá. Đây rất là mới đây. Chiếc xe này được trang bị công nghệ phanh ABS và động cơ iGate rồi các bạn ạ. Xin chào Hải Trần. Biển số Ba Đình luôn các bạn này. Biển 88726 này, rất là mới nhá. Hai chìa khóa đầy đủ. Đây còn thấy không? Hai chìa khóa đầy đủ luôn đây. Đấy, chiếc xe này được trang bị cả mở cốp bằng điện luôn. Đấy, có cả cổng sạc điện thoại ở trong cốp nhá. Trong cốp trước là có cả cổng sạc điện thoại USB luôn các bạn nhé. Trang bị phanh ABS và động cơ iGate thế hệ mới nhất bây giờ. Đấy, đây là dòng xe spin các bạn nhé. Spin với 3 spin. Đấy, màu vàng rất là mới đây. Xe màu đỏ này cũng cùng đời 2018 nhưng giá hợp lý hơn. Xe này mà các bạn lấy mình để các bạn là 53 triệu thôi các bạn ạ. 32693 chiếc xe này chất lượng nó đi nhiều hơn chiếc xe màu vàng nên nó rẻ hơn nhá. Xin chào Hiệu Nguyễn, xin chào Chim Khương nhá. Xin chào Văn Mai. Đây, các bạn nào có hỏi thắc mắc nào thì các bạn cứ comment bên dưới nhá. Xin chào Trần Vương nhá. Đây bây giờ mình sẽ mời các bạn sang bên nhà 62, mình sẽ xem các dòng xe Ablet, các dòng xe Lead và Vision và các dòng xe Zanus nhá, rất là nhiều. Đây mình sẽ mời các bạn sang nhà 62 nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt tại địa chỉ 52 các bạn ạ. Ngoài này đây mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn xem chiếc xe bên 52 bên mình này, là chiếc xe R15V3. Đấy, rất là mới, rất là hot. Nếu bạn nào đang có ý định mua xe mới thì các bạn có thể qua xem chiếc xe này nhá. Chiếc xe này thì không có gì xe mới các bạn ạ. Mới chỉ lăn bánh là 300 km thôi. Đấy, đời đăng ký là cuối 2020 đầu 2021 nhá. Xin chào Hùng Kim nhá. Các bạn nào mà đang muốn tham khảo xe bên mình thì giúp mình vào website bên mình là xemayhoangkien.com nhá. Bên đấy mình đang để cả giá và hình ảnh xe rất là rõ ràng nhá. Xin chào Kim Khương. Đây mình sẽ review các bạn xem một chiếc xe R15V3 các bạn này, công nghệ chống trượt côn này rất là mới. Chiếc xe này là đầy còn đầy đủ cả hai gương, hai chìa khóa, sổ bảo hành nhá, không thiếu gì các bạn nhá. Xe này là mình mua trực tiếp chính chủ này. Mới đẹp không tì vết luôn. Xin chào Hiệu Nguyễn. Đây các bạn này, mình sẽ quay bạn xem chiếc xe này rất là mới nhá. Đây là bản đen sần các bạn ạ, mua mới tổng thể vào cả phụ kiện là các bạn chủ xe là người bạn chi phí là 82 triệu mà hiện tại bên mình đang bán chỉ tầm trên 60 một chút thôi. Đấy thì bạn nào mà trong buổi livestream ngày hôm nay mà ưng chiếc xe này nhá thì mình sẽ để cho các bạn giá tốt nhất nhá. Giá tốt nhất của bạn trong buổi livestream ngày hôm nay là để cho các bạn chỉ với giá là 63.300.000 thôi các bạn nhá. 633 các bạn ạ. Đấy, còn nếu mà các bạn nào ưng đến đây mình lại fix lộc tiếp nhá.
Đấy, xe rất là đẹp, rất là mới nhá. Xin chào Dư Quốc Thịnh nhá. Đấy, buổi livestream của ngày hôm nay mình để cho các bạn là 63.300 thôi các bạn ạ. 63.300 cho một siêu phẩm R15V3 15 bánh chỉ 300 km nhá. Cam kết cho các bạn là công tơ mét chuẩn 100% nhá. Đấy, rất là mới. Đấy các bạn này, các bạn nhìn xem, mình cho các bạn xem các chi tiết cho xe này này. Người ta lắp chống đổ các bạn nhá, rất là mới này, rất là đẹp. Đấy, cả có mình đang cất ở trong kia cả sổ bảo hành, cả hai gương. Đây là người ta lắp để người ta ấy thôi các bạn nhá. Còn hai gương mình với còn đầy đủ gương gương zin nhá. Đủ hết, không thiếu gì cả các bạn. Hai chìa khóa đầy đủ như mới luôn. Chìa khóa kia mình vẫn cất ở trong kia. Đây mình sẽ cho các bạn xem km này. Và cam kết cho các bạn là công tơ mét chuẩn nhá. Đây chiếc xe này mình đang mới lăn bánh chuẩn chỉ là 375 km các bạn nhá. Xin chào Len Nguyễn nhá. Xin chào Toàn Nguyễn. Xin chào Nguyễn Ngọc Giang, xin chào bạn Ngân Hoa. Bạn xin chào Mạnh Sa Đi nhá. Xin chào Ngọc Hải Lê nhá. Bạn Hải Lê ở Cần Thơ thì có thể chuyển khoản qua bên mình để mình xác nhận là ok thì mình sẽ chuyển xe vào cho bạn Ngọc Hải Lê nhá. Xin chào Trần Trần Nhung. Bạn Dư Quốc Thịnh nhá, có gì thì các bạn comment bên dưới giúp mình nhá. Thì xe này rất là mới các bạn ạ. Xin chào Hiếu Anh Trần nhá. Đây mình sẽ quay tổng thể lại một lần nữa cho các bạn xem chiếc xe R15V3 này nhá. Biển số là 29T2 này, 00208 này. Rất là mới này. Xin chào Nguyễn Ngọc Giang nhá, xin chào Đảo Nguyễn, xin chào Chi Nguyễn, xin chào Tuấn Hà. Đây các bạn nhá, các dòng xe SH bên mình đây rất là nhiều, bên ngoài này mình để cũng rất là nhiều này. Bên trong nhiều rồi, bên này cũng rất là nhiều nhá. Là đủ đời các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? Xin chào Hiệu Nguyễn nhá, Hiệu Nguyễn đang muốn quay SH. Ok, mình sẽ quay tổng thể các dòng xe SH bên mình cho các bạn xem nhá. Đây ngoài này mình để các dòng xe SH đời từ 2017, 2018, 2019 này. Rất là nhiều. Đây hiện tại mình đang có những chiếc xe SH đời 2017, 18, 19, 150, 125 rất là nhiều nhá. Đấy bạn nào thì đây địa chỉ bên mình này các bạn này. Địa chỉ bên mình là 52 Chùa Hà, Cầu Giấy các bạn nhá, thành phố Hà Nội. Xin chào Tùng Thanh Nguyễn nhá. Bạn nào mà đang muốn xem chiếc xe nào thì các bạn cứ comment nhá. Đây mình sẽ quay review tổng thể địa chỉ 52 bên mình cho các bạn xem để các bạn biết nhá. Đây các bạn này. Đây bên mình ở đây là tòa nhà 8 tầng thì tầng 1 là siêu thị xe máy này. Đây đây là mặt tiền bên mình đây. Đấy, địa chỉ mình là 52 Chùa Hà, Cầu Giấy nhá các bạn nhá. Đấy, xin chào Lộc Phát nhá, xin chào Nguyễn Hưng, xin chào Ngọc Tân. Đấy còn các bạn nào mà muốn tham khảo xe bên mình trước thì các bạn có thể giúp mình vào website bên mình là xemayhoangkien.com nhá. Thì bây giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa thì mình sẽ mời các bạn sang bên nhà 62 mình sẽ quay cho bạn xem dòng xe Amulet và Lead nhá, rất là nhiều dòng xe khác nữa các bạn ạ. Xin chào Đảo Nguyễn. Anh ơi xe X size 135 khoảng 2 vạn cây. Tầm khoảng bao nhiêu ạ? Đặt Đảo Nguyễn ơi, X size em tơ 135. Chí Tùng nhá. Đây là các dòng xe Amulet bên mình các bạn này, rất là nhiều đây. Đây mình quay cho các bạn xem nhé. Đây là các dòng xe. Xin chào bạn Nguyễn Trà, xin chào cậu Cu nhá, xin chào Tiến Tùng, xin chào Huyền Trinh. Đây các dòng xe Outlet bên mình rất là nhiều các bạn này. Và các dòng xe Outlet 2020 biển 73 cũng có nhá. Đây biển 29B1 các bạn này, từ 2019. Đấy. Để xem có chiếc xe nào ok mình sẽ quay bạn xem nhé. Đây tổng thể xin chào Hà Mạnh Dũng nhá. Đây các dòng xe LED 150 bên mình các bạn này, là có màu xanh này và màu tí thì các bạn thông cảm nhá, mình đã bật lại 3G rồi. Bây giờ mình sẽ mời các bạn lên tầng 2, mình sẽ quay các bạn xem các dòng xe LED và các dòng xe Vision nhá. Xin chào Linh Sizo nhá. Đấy, xin chào 19 bạn đang xem. Đây mình đang có mặt tại tầng 2 các bạn ạ. Đây mình để các dòng xe Grande này, LED này rất là nhiều các bạn này. Đây mình sẽ quay các bạn xem nhá. Đây hiện tại mình đang có mặt tại địa chỉ là 62 Chùa Hà, Cầu Giấy các bạn nhé. Xin chào Nghi Nó Chán nhé. Đây hiện tại mình có chiếc xe LEED rất là mới các bạn này, đời 2019 này, biển số 17 này. Có bạn nào ở Thái Bình thì có thể qua xem chiếc xe này rất là mới nhé. Biển số 17B736822, biển rất là đẹp này. Đấy chiếc xe này mình đang niêm yết là 36.500.000. Đấy nhưng bạn nào ưng chiếc xe này để cho bạn là 35 triệu tròn nhá, rất là mới nhá. Xin chào Phúc Nguyễn nhá. Đấy, xin chào Thúy Lê. Đây mình sẽ quay bạn xem chiếc xe này rất là mới đây. Đấy, có bảo quay đầy đủ rồi các bạn nhá, về chỉ phải đi thôi các bạn ạ. Đấy, đầy đủ hết. Còn bên trong này mình để các dòng xe Grande các bạn này, Grande biển số 28 này. Đấy, biển số Hà Nội này. Đây và dòng trong này là LEED, các dòng xe da da nớt nữa các bạn nhá. Đây là Vision các bạn này. Vision đời rất là cao.
từ 29 đến 20 nhá, 27 18 rất là nhiều các bạn này. Hiện tại mình có chiếc xe màu trắng biển bản Sport nhá. Xin chào Hoàng Minh Anh nhá. Xin chào anh Ngọc nhá. Đây mình quay bạn xem cái dòng xe bây giờ bên mình nhá. Đây là biển số 29D2 này 37941 các bạn này, rất là mới đời 2019 này. Đấy, bản Sport các bạn nhá, rất là đẹp. Giá tầm trên 30 triệu một chút các bạn nhá. Đây mình sẽ đi quay tổng thể cái nhà xe 62 cho các bạn xem. Dòng xe lít đây. Đấy, cái dòng xe Noza các bạn nhá, dòng xe lít đời đầu 110 các bạn này. Rất là nhiều. Đây là cái dòng xe Jeep bên mình đây. Hiện tại mình có 6 chiếc xe Jeep các bạn nhá, màu trắng này, màu đỏ, màu hồng nhá. Cái dòng xe Noza các bạn này. Đấy. Thì bạn nào có hỏi thắc mắc nào các bạn comment bên dưới nhá. Và đây mình có chiếc xe Noza màu đen này các bạn này, rất là mới này. Đây Noza màu đen các bạn nhá, rất là đẹp. Đây là bản Limited đấy các bạn ạ. Đây là nó có thêm hai cái tem đặt ở đằng trước đèn đèn xi nhan này. Xin chào Mạnh Hùng nhá. Đây các bạn chờ mình một chút nhá, mình sẽ lên. Có bạn nào đang muốn xem Exeter và Winner nhỉ? Đấy mình sẽ lên tầng 3 mình quay bạn xem các dòng xe Exeter và Winner nhá, cũng rất là nhiều nhá. Mình mới về rất là nhiều các dòng xe Exeter và Winner nhá. Xin chào Quân nhá. Đây các bạn này, website bên mình đây. Bạn nào mà đang muốn tham khảo xe và giá cả bên mình trước thì có thể giúp mình vào website là xemayhoangkien.com các bạn nhé. Đây là website bên mình các bạn này. Đấy. Hôm nay mình sẽ mời anh em mình đi lên trên tầng 3, mình sẽ quay cái dòng xe Exeter và Winner cho các bạn xem nhé. Đây các bạn chờ mình một chút. Xin chào Quang Trần nhá. Xin chào Minh Đức. Minh Đức muốn hỏi là outlet giá từ bao nhiêu ạ? Minh Đức ơi, giá outlet thì tùy theo chất lượng xe, thì bên mình dao động khoảng tầm từ 12 triệu đến khoảng tầm hơn 50 triệu một chút nhá, tùy theo phiên bản và đời xe nhá. Xin chào bạn Phong Âu Dương. Đây hiện tại mình đang có mặt tại tầng 3 này các bạn ạ. Trên này mình đang để các dòng xe Winner X rất là nhiều này. Và mình mới về cả các dòng xe Exeter 155 nhá, khóa thông minh rất là nhiều. Đây mình sẽ quay cho bạn xem. Hiện tại mình đây mình chờ mình một chút, mình bật cái điện lên cho nó sáng nhá. Đây các bạn ơi, hiện tại thì mình đang có mặt tại tầng 3 nhà 62 đây. Hiện tại trước mặt mình đang có một chiếc xe Exeter. Xin chào Đào Văn Đức nhá, xin chào Long Nguyễn, xin chào Nguyễn Thương nhá. Cái xe Exeter này là đời 2021 các bạn này. Siêu mới. Đây mới chỉ lăn bánh vài trăm km thôi các bạn nhá. Đang đã có mặt tại doanh nghiệp xe máy Hoàng Kiên rồi. Đấy biển số là 898 bạn ạ. 79876B3. Rất là mới nhá. Cái xe này mình đang niêm yết là tầm trên 40 triệu một chút. Đấy, rất là đẹp. Cái xe này màu đỏ sân các bạn này. Đỏ sân là trang bị khóa thông minh bằng công nghệ mới nhá, VVA nhá. Seco nó hỗ trợ VVA tăng tốc tự động các bạn ạ. Đây hiện tại đây mình sẽ cho quay bạn xem này. Đây nó có chữ VVA các bạn này. Đấy VVA. Đấy được cải tiến đồng hồ thế hệ mới này. Có công tắc nguồn rất là nhiều chức năng mới, khóa thông minh các bạn nhá, chống trộm rất là tốt nhá. Đây khóa thông minh đây các bạn này. Đấy. Xin chào Nguyễn Thương nhá. Ok, chào Nguyễn Thương, xin chào Hiếu Tiên. Đây mình sẽ review chiếc xe này cho các bạn xem, chứ bạn nào mà chưa được trải nghiệm có thể xem qua video nhá. Đây mình sẽ quay bạn xem này. Chiếc xe này mở cốp bằng nút bấm luôn các bạn này, rất là hiện đại. Wow, bên trong nó được cải tiến rất là nhiều thứ các bạn ạ. Cái xe này mình thấy khác hoàn toàn, nếu mở ra thì khác hoàn toàn ở chiếc xe Exeter đời trước nhá. Các bạn này, cái xe này được đời này được đệm rất là chắc chắn này, khung sườn các bạn này. Đây nó đệm thêm một thanh sắt ở đây các bạn nhé. Còn đời trước là không có nhá. Đây, bình xăng nó được thiết kế nó khác. Đây bọn này nhìn nó chắc chắn hơn các bạn ạ. Và được trang bị động cơ thế hệ mới 155cc các bạn nhé. Đấy. Số khung của nó là MI các bạn ạ. MI 2021 rồi. Đấy, chiếc xe rất là mới, còn là sổ bảo hành các bạn này, rất là mới nhá. Xin chào Nguyễn Hà Tân nhá, xin chào Nguyễn Hà Tân, bạn muốn hỏi là nhà mình có con AB nào biển 29 không ạ? À bên mình có nhiều Hà Tân nhá. Thì tí mình sẽ, nếu mà có thời gian thì mình sẽ xuống tầng 1 mình quay cho bạn Hà Tân xem nhá. Nếu không thì Hà Tân giúp mình vào website bên mình là xemayhoangkien.com nhá, để xem qua chiếc xe bên mình nhá. Xin chào Dương Đinh, xin chào Huỳnh Út nhá. Đây các bạn này, cái chiếc xe Exeter 155 này mình sẽ quay tổng thể cho bạn xem này. Cái đèn của nó được cải tiến rất là hay này. Giống như con cá mập các bạn ạ. Đấy, còn nếu nhìn nó to xác hơn, nhìn nó cơ bắp hơn các bạn ạ. Đấy, bánh biết rất là to nhá. Mình sẽ so sánh luôn hai con chiếc xe bạn này, bánh nhìn nó hầm hố hơn con bên cạnh.
Đấy, mà đi nó bốc hơn, hôm nọ mình đi thử rồi. Và chiều ngang của nó sẽ to hơn một chút các bạn này. Đấy. Xin chào Tú Mai, xin chào Minh Bọp nhá. Đây mình quay bạn xem này. Chiếc xe Exciter này, đấy. Và đặc biệt thêm một chút là đối với dòng này thì nó có, với dòng Honda thì đang có ra mắt chiếc xe Winner X nhá. Xin chào Nguyễn Thương nhá. Ok, cảm ơn bạn nhá. Bạn Nguyễn Thương đã mua hai xe bên mình rồi. Đấy thì có gì Nguyễn Thương lại ủng hộ với mình tiếp nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay anh em mình xem một chiếc xe Winner X này, đó là đối thủ cạnh tranh của dòng Exciter của Yamaha đây. Đấy, nó cũng đẹp không kém phần các bạn ạ. Chiếc xe này thì được trang bị động cơ là 150cc thôi, nhưng mà được trang bị là 6 số nhá, hộp số một hộp máy của nó là 6 số. Đấy, và trang bị công nghệ phanh ABS. Mà Exciter đời mới 155 thì vẫn chưa có phanh ABS các bạn nhá. Đây mình sẽ quay lại xem đây. Xe 155 này thì hiện tại mình nhìn thấy chưa có phanh ABS đâu các bạn ạ. Còn chiếc xe Winner X này đối với phiên bản đây là bản màu đỏ, bản đường đua các bạn ạ. Thì nó đã được trang bị phanh ABS rồi nhá. Đây các bạn này. Đấy cũng rất là mới. Ăn xăng rất là ít các bạn này. Đối với dòng Winner X chỉ ăn xăng 1 lít 7 100 km thôi. Đấy 1 lít 7 100 km. Còn đối với dòng Exciter thì để mình xem chiếc xe này ăn xăng. Chiếc xe này thì nó không dán ở đây các bạn ạ. Thì nó cũng chỉ tương đương các bạn nhé. À đây các bạn này. Chiếc xe này ăn xăng hơn, ăn nhiều hơn Winner X là 2 lít 2 lít 09 nhá. Vâng, chào chào chú Thương nhá. Chú Thương hôm nọ đang hình như đang hỏi cháu là có con LED nào vàng đồng đúng không chú Thương nhỉ? Xin chào Lý Đức nhá. Đây có anh có rất là nhiều, mình có rất là nhiều Winner Đức nhá. Xin chào bạn Đức Tony. Ok, đây mình sẽ quay cho bạn xem các dòng xe Winner bên mình, kể cả đời trước có nhá. V1 này, chiếc xe này là Winner X các bạn ạ, rất là mới. Đây thì mình sẽ đi mình quay các bạn xem các dòng xe Winner V1 nhá. Winner X bản đường đua mình rất là nhiều này, có hai chiếc luôn các bạn này. Hai chiếc giống hệt nhau. Đấy, chiếc xe này thì vẫn được trang bị chìa khóa bình thường thôi. Nhưng mà nó hơn chiếc xe Exciter ở cái là có phanh ABS nhá. Và hộp máy 6 số các bạn ạ. Đấy, mỗi người mỗi sở thích đấy. Có người thì thích Winner, có thể người thì thích Exciter. Đấy các bạn nào đang muốn mua chiếc xe nào thì cũng qua bên mình xem nhá. Đây là các dòng xe Winner V1 bên mình các bạn này, rất là nhiều, màu trắng, màu vàng, màu xanh, đỏ, đen đủ hết nhá. Xin chào Bùi Anh nhá, xin chào Dung Vũ, xin chào bạn Dung Vũ Tiến. Đây mình quay bạn xem các dòng xe Winner nhá. Chiếc xe Winner V1 này đời 2018 này, màu đen sần này, bên mình đang bán chỉ có 23 triệu mấy trăm thôi các bạn ạ. 236 B6 45681 các bạn nhá. Biển cũng khá là đẹp. Xin chào Hoàng Thắng nhá. Đấy, chiếc xe này chỉ tầm trên 20 một chút thôi các bạn nhá, tầm khoảng 23 mấy thôi. Đấy, xe rất là mới này, 2018, máy móc nguyên bản 100% nhá. Đây mình sẽ quay bạn xem cái dòng xe Winner bên mình này. Đấy. Xin chào 17 bạn đang xem nhá. Xin chào bạn Đinh Cường Mạnh. Đây mình quay bạn xem đây các dòng xe Winner X bên mình này. Exciter rất là nhiều bạn nhá. Đây là tổng thể nhà cái dòng xe thể thao phổ thông bên mình. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn lên tầng 4 nhé. Để mình quay bạn xem dòng xe Caesar Jupiter nhé. Rất là nhiều, mình mới về rất là nhiều trên kia. Và tí nữa mình sẽ lên tầng 5 mình quay bạn xem các dòng xe PCX này, NVX này. Đấy. Đây các bạn chờ mình một chút. Mình sẽ mời các bạn lên tầng 4 nhé. Đấy, có bạn nào mà có hỏi thắc mắc nào thì các bạn cứ comment bên dưới các bạn nhé. Đây, mình sẽ mời các bạn lên tầng 4 mình quay cho bạn xem các dòng xe Sirius và Jupiter ra rất là nhiều nhé. Xin chào Nguyễn Thương. Xin chào bạn Đồ Dũng nhá. Đây mình mời các bạn lên tầng 4 đây. Thì này nó hơi tối một tí thì các bạn chờ mình chút mình bật bật điện nhá. Đây các bạn ơi. Đấy, hiện tại mình đang có mặt ở tầng 4 nha các bạn ạ. Trên này là mình đang để các dòng xe Caesar rất là nhiều này. Đấy các bạn thấy không, Caesar đời Caesar FI chế cơ. Đây mình quay bạn xem tổng thể trên này bên mình nhá. Bên mình hiện tại là rất nhiều dòng xe Caesar. Đấy đủ loại luôn các bạn ạ. Đấy chiếc xe này là Caesar đời 2017 này. Xin chào Đô Dũng nhá. Hai Dũng nhá. Đây là dòng xe Caesar đời 2017 biển số Hà Nội đây. Đấy tầm trên 13 triệu một chút thôi các bạn nhá.
Xin chào Văn Kỳ nhá. Chiếc xe biển số 29E2 này 19987 này. Bên mình mới về màu đen đỏ đen đời 2017 nhá, biển số Hà Nội. Để tầm trên 13 triệu một chút bạn nhá, bản RC, bánh đúc phanh đĩa nhá. Xin chào bạn Nguyễn Long. Đấy, còn dưới đây là chiếc xe Sirius đời 2020 này, màu đen biển tỉnh các bạn nhá. Đấy, giá thì khoảng tầm 14.800 các bạn ạ. Chiếc xe biển số 23D1 40499 nhé, rất là mới, màu đen biển đời 2020 các bạn này. Đấy, rất là mới, ăn sang 1 lít 99 nhé. Đấy, còn trên trong này là chiếc xe 50cc Scorpio Grand, xe liên doanh các bạn nhé. Tầm trên 13 triệu một chút này. 29A707474 nhé, rất là mới, đời 2019 nhé. Xin chào Duy Anh, xin chào Năm Đăng Văn nhá. Đấy, bạn nào mà đang có ưng chiếc xe nào thì các bạn cứ comment nhá. Đây mình sẽ quay tổng thể cho các bạn xem, các dòng xe 50cc này. Đấy, đây có Scorpio em này. Bên trong trong cùng là chiếc xe Scorpio Nhật nhá, bên ngoài là Scorpio liên doanh. Đây mình quay dòng xe Sirius cho các bạn xem đây. Đây rất là nhiều một các dòng xe mới về. Đấy, bạn nào thích chiếc xe nào thì comment nhá, hoặc là đang cần mua dòng xe gì các bạn cứ comment vào fanpage bên mình nhá, thì bên mình sẽ có nhân viên tư vấn và trả lời cho các bạn. Đấy, trong này mình sẽ quay thêm các bạn các dòng xe Coupe 50cc đây. Cũng rất là nhiều nhá. Đây, Coupe 50cc đây các bạn này. Đây, mình sẽ bật cái lên cho các bạn xem. Đây, rất là nhiều các bạn ơi. Đây, hiện tại mình đang rất nhiều dòng Coupe 50cc đủ loại nhá, Classic này. Đấy, Coupe 50cc thường, Coupe 82, Coupe 81 này. Đây, hiện tại mình đặc biệt mình có chiếc xe rất là đẹp các bạn này, Coupe đời mới. Đấy, cái đèn nó rất là khác biệt các bạn nhá. Đây, khác biệt. Đấy. Bạn có nhìn này, từ nắp bình xăng chưa mở luôn các bạn này. Đấy, mới cứng các bạn ạ. Chiếc xe này thì tầm trên 12 triệu một chút thôi các bạn nhé. Biển số 29A88162, biển rất là đẹp, rất là tươi này. Đấy. Đời 2020 nhá các bạn nhé, đầy đủ hai khóa luôn. Đây các bạn này, xe rất là ít, ăn sang 1 lít 3 100 cây. Xin chào bạn Võ Chính nhá, xin chào Hùng Trần, xin chào Thủy Nguyễn nhá, xin chào Nguyễn Quang Tuấn. Đấy, các bạn nào có hỏi thắc mắc nào thì các bạn cứ comment bên dưới giúp mình nhá. Đây mình quay tổng thể nhà xe cho các bạn xem đây. Đây rất nhiều dòng xe 81, 82 rất là nhiều này. Đây các bạn thấy không? Xin chào Tâm Nguyễn nha, xin chào Xuân Hùng. Đây bây giờ mình sẽ mời các bạn đi lên tầng 5 để mình xem, quay cho bạn xem các dòng xe PCX nha, dòng xe NVX rất là nhiều nhá. Đây các bạn chờ mình một chút. Xin chào 28 bạn đang xem nhá. Các bạn nào có hỏi thắc mắc nào thì các bạn comment bên dưới các bạn nhé. Đây mình sẽ đi lần lượt các nhà xe để các bạn xem tất cả luôn nhé. Xin chào Quang Nguyễn. Vâng, ok anh Quang Nguyễn ơi, em đang lên tầng 5 đây rồi ạ. Xin chào Mến Tranh nhá. Đây các bạn chờ mình một chút, mình đang lên tầng 5 rồi, quay các bạn xem đây. Trên này nó hơi tối một tí thì các bạn chờ mình một chút nhá. Anh Quang Nguyễn ơi, anh đang muốn xem xe gì ạ? Đây này, mình các bạn chẳng có bài mình sẽ lên, mình bật điện tầng 5 các bạn xem nhá. Chỗ này thì nó hơi tối một chút các bạn ạ. Đây các bạn chờ mình chút, mình sẽ bật điện này các bạn. Thế này mình để cái thập cẩm các loại xe các bạn ạ. Đấy. Đây hiện tại trên này mình đang có dòng xe Exciter các bạn này. Exciter mình cũng để 4 chiếc ở trên này, vì dưới kia nó đang bị chật rồi các bạn ạ, 5 chiếc nhá. Còn ngoài này nếu mình có thể có dòng xe NVX này, G15 này các bạn này, G15 V3, V2. Đấy, xe Novo này. Ui, Basic này, nhiều lắm các bạn ạ. PCX, Novo, Acelo, Click, HST. Đấy, Attila, Noza. Ui, đủ thập cẩm các bạn ạ. Way, Future Neo. Đủ hết các bạn nhá. Trên này mình để thập cẩm rất là nhiều da nớt nữa các bạn này, Ablade này. Đấy. Có những con nào mà mình chưa dọn kịp, mình chưa có thời gian thì mình sẽ cũng để trên này các hết. Đây các bạn. Xin chào Thu Kokomi nhá, xin chào Dâu Lê, xin chào Vinh Dâu. Ở The Ram mình còn 3-4 con Minh Dâu ạ, thì tí mình xuống mình quay The Ram các bạn xem nhá. Xin chào Quang Nguyễn, có con Novo nào 3 triệu không em? Anh Quang Nguyễn ơi, để em nhìn xem nào, hiện tại bên em không còn con nào 3 triệu rồi, để tí em xem có nào hợp lý thì em nhắn tin cho anh Quang Nguyễn nha. Xin chào Vinh Nguyễn nha. Xin chào và xin chào Hằng Long. Anh xin chào anh Xuân Hùng nha.
Anh ơi, EH đời 2020 bên em còn anh Xuân Hùng nhá. Hiện tại em đang có một chiếc xe 125 CBS và một chiếc xe 150 ABS nhá. Thì giá bên em chiếc xe 150 ABS em đang bán là 104. Còn anh Xuân Hùng ưng thì để cho anh Xuân Hùng là 102 500 anh Hùng Xuân Hùng nhá. Xe còn mới cứng ạ. Đấy. Đây các bạn nào đang muốn tham khảo chiếc xe nào các bạn comment nhá. Còn đây website bên mình này các bạn này. Đây là website bên mình là xemayhoangkien.com các bạn nhá. Xin chào Phạm Ngọc Thịnh nhá. Ok anh Phạm Ngọc Thịnh ơi, thì để tí nữa xuống em qua cho anh xem chiếc xe W100 ở dưới nhà 64 nhá. Thì hiện tại tầng 5 này em không để rồi ạ. Đây mình sẽ quay tổng thể tầng 5 cho các bạn xem này. Xin chào Quang Nguyễn. Attila, anh Quang Nguyễn đang hỏi là có Attila tầm 2 triệu không? Hôm nay em có một con em bán mất rồi anh Quang Nguyễn ơi. Để hôm nay em mua con nào hợp lý thì em lại điện cho anh Quang Nguyễn qua lấy nhá. Đây các bạn này. Xin chào Linh Linh Lê nhá. Các bạn nào đang muốn đặt các dòng xe hiếm thì các bạn cứ comment nhá để mình lưu lại, xong rồi có gì mình mua được con nào hợp lý thì mình sẽ điện cho các bạn xem qua xem luôn nhá. Xin chào bạn Phạm Ngọc Thịnh nhá. Đây. Phạm Ngọc Thịnh muốn. Đây là quay giờ F100 đây các bạn Phạm Ngọc Thịnh này. Đấy. Để mình quay bạn anh Phạm Ngọc Thịnh xem cái xe Goyzer S100 đây. Đấy, Goyzer S100 này mình để ở dưới nhà 64. Đây, giá Goyzer S100 này thì dao động khoảng tầm từ 8 đến khoảng tầm hơn 10 triệu một chút nhá. Xin chào anh Quang Nguyễn nhá. Anh Quang Nguyễn mới hỏi Future Neo. Đây anh ơi. Đây anh có chiếc xe Future Neo đây ạ. Màu đỏ ạ. Tầm khoảng trên 10 triệu một chút anh nhá. Biển số 30F2 0568 ạ. Xin chào Xuân Hoàng nhá. Xin chào Hoàng Lê Thanh. Hằng Lê Thanh Thúy. Đấy. Các bạn nào đang có hỏi thắc mắc nào thì các bạn cứ comment bên dưới nhá. Đấy thì có gì thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Đây các xe Acelo này tầm ở trên trục hiệu một chút thôi này. Biển số 36B2 29847. Chiếc xe này là phanh đĩa các bạn nhá. Đấy xe côn tay. Đấy, rất là nhiều các bạn ạ. Đây là cái dòng xe R15V3 bên mình đây các bạn này. Đấy, hiện tại mình cũng về rất là nhiều R15V3 nhé. Đây mình sẽ quay tổng thể cho các bạn xem nhé. Xin chào anh Cầm Thị Thấm, anh Thấm nhá. Này. Xin chào bạn Phạm Hồng Thịnh nhá. Phạm Hồng Thịnh ơi, RS tầm hơn chục triệu thì mình đang có 3 chiếc xe này đây. 30F8 này, 1209 này, 10 biển 16 này, 4180 này và biển số 2922 nhá, 0175 nhá. 3 chiếc xe này đều tầm trên chục triệu một chút nhá. Đây mình xem giá tốt nhất cho bạn các bạn ba chiếc xe này luôn nhá. Thịnh bạn Thịnh chờ mình một chút nhá để mình check giá cho các bạn nhá. 30F8 1209 đây. 1209. Chiếc xe này đây bạn Thịnh đang chờ mình một tí thôi. Đây rồi. 30F8 1209 để cho bạn Thịnh là 10.500.000 nhá. Xin chào Hoàng Minh Anh nhá, xin chào Phan Bắc. Còn chiếc xe biển 16 này để cho bạn ấy bạn là 9.1 nhá. Còn chiếc 29E2. 29E2 mình chiếc xe này mình mua khá lâu rồi thì để cho bạn là 11.500.000. 29E2 này 04175 này. Đấy. Thịnh nha, có gì thì Thịnh comment vào fanpage giúp mình nha. Thì giá cả mình sẽ giao lầu cho bạn Thịnh một chút nữa nhá. Đây mình sẽ quay bạn xem các xe cờ, dòng xe click này. Mình có một chiếc xe màu trắng nữa các bạn ạ. Tầm trên 10 triệu một chút nhá. Hai te này. Đấy da nớt này. Đây về lại mình rất là nhiều cái dòng xe mới về. Xin chào Phạm Hân nhá. UEA màu xanh da grande này các bạn này. Đây cô lút này. Đây là những xe mình chưa dọn thì mai mình sẽ cho dọn nhá, kiểm tra đặt cọc. Xin chào bạn Văn Quang, xin chào Huy Nguyễn nhá.
Bạn Quang Nguyễn hỏi là giấy X đầu to bao nhiêu em? À, anh Quang Nguyễn ơi, giấy X đầu to thì giá cũng hợp lý thôi ạ. Bên em dao động khoảng tầm từ 10 đến khoảng tầm 12 triệu anh Quang Nguyễn nhá. Xin chào Cano Cô Tiên nhá. Đây mình quay tổng thể nhà 52 các bạn tầng 5 nhà 62 các bạn xem nhá. Đấy, rất là nhiều các bạn ạ. Thì bây giờ cũng khá là muộn rồi thì bây giờ mình sẽ mời anh em mình xuống xuống nhà 64 nhá để mình quay ra các xe quay cho anh em mình xem nhá. Đây, anh em mình chờ mình một chút thôi. Xin chào Văn Quang. Anh Văn Quang ơi, Liberty Việt thì đời dao động khoảng tầm từ 21 22 thì xe còn chất lượng cao thì bên em dao động khoảng tầm từ 16 đến 18 triệu anh Văn Quang nhá. Còn đối với đời 3V thì tầm khoảng trên dưới 20 triệu một chút ạ. Đây các bạn chờ mình chút để mình khóa cái cửa này lại mình thì mới đi được nhé. Ok rồi. Xin chào Loan Ngọc nhá. Đây các bạn chờ mình một chút nhé. Đây đang xuống rồi các bạn ạ. Bên nhà 64 mình đang để các dòng xe quay rất là nhiều nhá. Thì bạn nào muốn tham khảo xe quay quay giấy X này, quay A này, đấy quay S nhá, thì mình sẽ xuống mình quay bạn các bạn xem nhá. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ nhá. Bạn nào đang xem buổi livestream của mình thì giúp mình cho mình xin một chia sẻ nhá. Xin chào Loan Ngọc. Đây các bạn chờ mình một chút nha, mình sẽ sang bên 64 mình sẽ quay các bạn xem dòng xe quay nhá. Đây các bạn chờ mình một chút. Mình mới về rất là nhiều các dòng Bullet các bạn này. Đấy lên 150 đời 2020 các bạn này, mới về đây. Tài 9E26620 này. Đấy, xin chào bạn Tùng Hoàng nhá. Đây mình sẽ mời các bạn sang nhà 64 nhá. Đây chiếc xe Winner X bên mình mới về màu đen sần các bạn này. Biển số 29G193186 nhá, biển rất là đẹp. Chiếc xe này là phanh ABS bản 2020. Đấy nó dao động khoảng tầm từ 36 đến 37 triệu các bạn nhá. Rất là mới này. Màu đen sần nhá. Đấy, xin chào Trường Giang nhá. Đây bây giờ mình sẽ mời các bạn sang bên nhà 64 mình quay các bạn xem một xe quay nhá. Đào xe à. Đây mình quay thêm anh em mình xem chiếc xe Vario các bạn này. Vario biển số 29D2 này, 45513 này. Bản phiên bản 450 nhá, mới đi có mấy nghìn cây đấy các bạn ạ, rất là mới biển Hà Nội nhá. Chính chủ luôn. Đấy để cho các bạn trong buổi livestream hôm nay là 505 nhá, rất là mới luôn các bạn này. Đấy, đang còn giá linh lông nhá. Xin chào Nguyễn Hà Tân. Anh à, và đấy. Bây giờ mình sẽ đây mình quay bạn xem này. Đấy, dòng xe Vario. Đấy, rất là mới các bạn, dòng xe Ablet nhá. Đấy. Bạn nào có hỏi thắc mắc nào các bạn cứ comment bên dưới nhá. Đây mình đi quay tổng thể lại các con dòng xe Ablet cho các bạn xem nhá. Thì tí mình sẽ sang quay quay cho các bạn xem nhá. Đây dòng xe Ablet đấy các bạn này. Rất là nhiều. Đen sần luôn các bạn này. Đấy. Dòng xe Ablet 150 đây các bạn nhá. Màu xanh tím than này, màu đen sần này các bạn này. Đấy. Dòng xe bên quay bên 64 thì hiện tại mình đang đóng cửa các bạn ạ. Thì mình hẹn các bạn trong buổi livestream ngày sau mình quay các bạn xem nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi tổng thể lại một cái nhà tầng 1 nhà 62 này cho các bạn xem các dòng xe này. Đây. Xin chào bạn Nguyễn Hà Tân. À anh Nguyễn Hà Tân ơi thì AB bên em dao động khoảng tầm từ 12 triệu nhá đến khoảng tầm trên 50 triệu một chút nhá. Đấy tùy theo dòng xe ạ. Đây em sẽ quay cho anh Tân vài chiếc xe nhá. Đây chiếc xe đối với dòng hiện tại thì đang hot là các dòng xe LED đời 112 này các bạn này. Đấy các anh này. Cái xe này thì giá dao động chỉ khoảng tầm 14 đến 18 triệu thôi các bạn ạ.
Xe nào chất lượng đặc biệt thì lên có thể lên đến 20 triệu nhá, 21 triệu nhá. Thì chất lượng đặc biệt thì xe này đi rất là lành, có phun xăng điện tử nhá. Đầu to các bạn ạ. Đây. Đây mình sẽ quay các bạn xem. Đây chiếc xe LED này giá cả thị trường bây giờ rất là hợp lý này, chỉ dao động khoảng tầm từ 14 đến khoảng tầm 18 triệu thôi nhá. Chiếc xe nào chất lượng đặc biệt xuất sắc có là xe chỉ đi loanh quanh khoảng tầm 2 đến 3 vạn thôi. Thì giá dao động khoảng tầm từ 20 đến 21 triệu nhá. Đây là những chiếc xe chất lượng đặc biệt. Giá xe bình thường khoảng tầm 14 đến 18 triệu thôi nhá. Xin chào Nguyễn Tiến Dũng nhá. Đấy, rất là nhiều dòng xe LED của mình này. Đây hiện tại mình đang có một khách đang hỏi dòng xe số các bạn nhé. Đấy. Đây để mình quay các bạn xem. Đây rất là nhiều. Đây rất là nhiều các bạn nhé. Đây bên mình hiện tại thì có 3 cơ sở là 52, 62 và 64 chủ hàng Cầu Giấy các bạn nhé. Đây còn xem lết các bạn này. Đấy, rất là nhiều. Thôi bây giờ cũng là 9 giờ rồi các bạn ạ. Thì chắc là cũng đến lúc mà mình phải xin phép các bạn rồi và hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream lần sau rồi. Các bạn có gì thì chúc cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ nhá. Đây các bạn chờ mình một chút. Đây ok. Chào tất cả các bạn nhá. Đấy thì hiện tại bây giờ thì mình cũng phải đến lúc mình phải chia tay các bạn rồi. Xin chào bạn Nguyễn Hà Tân đây. Các bạn chờ mình một chút nha. Mình bạn Nguyễn Hà Tân muốn hỏi là muốn hỏi đời AMOLED đời 2017 đến 2019. Nguyễn Hà Tân ơi, LED đời 2017 đến 2019 thì bên mình dao động khoảng tầm từ 2017 đến 2019 thì đối theo tùy theo biển số biển tỉnh Hà Nội nhá. Bây giờ mình nói Hà Nội trước cho bạn nhá. Thì giá dao động khoảng tầm từ 28 triệu đối với đời 2017 nhá, đến khoảng tầm hơn 30 triệu một chút, tầm khoảng 37 38 đối với đời 2018-19 nhá. Bạn Nguyễn Hà Tân nhá, vì 2019 thì nó đã có khóa thông minh rồi các bạn ạ. Đấy. Còn đối với biển tỉnh thì nó sẽ rẻ hơn khoảng tầm 4 đến 5 triệu tùy theo phiên bản và đời xe nhá. Ok. Xin chào bạn Phương Liên. Xin chào Nguyễn Hạnh nhá. Đây, xin chào các bạn. Hôm nay buổi tối nay rất là vui được gặp các bạn trong buổi livestream vào ngày hôm nay. Thì bây giờ cũng đến cái giờ mà mình phải làm công việc mới rồi. Thì cái gì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ nhá. Các bạn nào còn nhớ đến mình thì cho mình xin một like và một chia sẻ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.